Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tully. Hôm nay mình sẽ làm clip bên Map E nha anh em. Hôm nay đi trà trộn với lần cuối cùng sử dụng cái app này ở trên shop. Tại vì có khách đặt tiền mua rồi mà. Ôi trời ơi, đồng. Đường màu bọn này nó quê mình nhá. Có tiếng rơi, có tiếng rơi. Rồi ai bắn đây, đau quá khiếp, tí nữa thì nó lên nó bắn cho mình. Trên đầu mình anh em ơi, trên đầu nhá. Úi dồi ôi, nó đứng ở đây ạ. Đằng sau có tiếng chân ạ. Mày vào đây, mày vào đây. Ơ, đâu rồi? À, nó đi cầu thang lên anh em ạ. Chạy đâu bạn ơi? Chạy đâu? Ôi dồi ôi. Chết này. Không đi nữa thì thôi đấy. Trên đồ mình chắc còn tầm 1-2 thằng nữa. Hôm nay ngày thứ 3. Kể từ lúc đi xét danh rồi. Chết ngay. Rồi sao? Team này có 3 người. Đi rồi, hình như đi rồi. Ra chỗ đồng đội anh em ạ. Ngày thứ 3. Kể từ lúc reset danh rồi mà sao cảm giác như có vẻ bắn vẫn rất là gắt nhỉ. Đây này. Nhiều bạn hỏi mình có đeo chỉ tôn hay không. Nhưng mà mình không có đeo nhá. Mình không có thời gian với cả không có team. Đeo giờ ít nhất phải đeo danh duo thì cũng cần phải thêm một người đồng đội nữa. Nhưng mà mình không có gọi là quen ai để mà lập team mà cười trí tôn này nọ cả. Và cái quan trọng nhất đó là không có thời gian. Đấy. Thời gian cười trí tôn là mình làm việc khác còn hơn. Hồi xưa mình leo chán chê rồi. Trên đầu mình anh em ơi, trên đầu này. Ui ôi, nó xuống xuống. Mình sẽ chơi kiếm rồi. Ông này định làm gì này? Định làm gì này? Hình như này cũng định rút kiếm hay là dùng tơ ấy. Có vẻ đứng im im. Cô chị kia đang bắn nhau. Ra khỏi khu sự kiện mới có 7 kill anh em ạ. Trận này khéo ở đói rồi. Đói nhăn răng há mồm rồi. Lên. Đấy rồi anh em ơi. Một đây. Hai team bắn nhau, mình clear một. Ô. Ngó đi bạn ơi. Cho nó có bom đây. Bình tiệm có. Công từ bên trên xuống. Ôi tôi chết rồi. May quá anh em ạ, quả vừa rồi tôi chết rồi. Bên kia nó cũng bắn ạ. Ô, chết rồi. May quá. Nó không để ý. Hình như là mọi người bắn bắn vật chân thì kiếm nó sẽ không đỡ được đâu anh em ạ. Kiến thức này mình nghĩ là sẽ được tiếp thu thôi. Không là phải tự test mới được. Không một thằng bên kia nữa. Thôi. Kê nhiều làm gì. Cho nó có bom xem nào. Chết luôn. Hết phim thì chỗ đó phải tầm 3-4 team gì đấy. Ra nhặt đồ thôi. Vai trưởng. Ông nào đây ở đây vẫn còn à. Hình như ở đây vẫn còn hay sao. Hay là nó hồi sinh xuống nhỉ. Tại vì mình không có nghe thấy dù hồi sinh. Rồi mày móc tao chỗ đấy. Tao sẽ móc lại mày ngay chỗ đấy luôn. Đây, đây đứng đây nó mình nhỉ. Đấy. Đấy. Nó mộng, cũng nó mộng. Hết cứu nha, hết hồi sinh lên. Nào đi sang bên này nào. Vậy sớm. Thấy con này.
Rồi, một thằng chúng tôi lên đã bị lốc. Bé khóc mất. Đồng đội mình lúc một và đặc hình nhất còn một thằng cuối thôi anh em ạ. Còn thằng trên nhà này thôi thì phải. Đang bơm băng đít này, đang cần máu ấy. Để tao có ui thôi. Quay trưởng, ông này máu thế, chơi luôn ạ. Người đâu nhỉ? Không biết. Bạn cứ bình tĩnh cho tôi xin mấy viên đạn nữa. Nhảy xuống rồi. Mày chơi này. Hết móc nha các bạn. Chưa một nghĩ nhỉ. Rồi, xe đi rồi. Quá là cứt rồi. Bạn này vừa ăn tính xong mà. Mình không có tơ anh em ạ. Thôi rút tạm kiếm. Tơ đồng đội nhặt xác trong lấy hết đây. Ôi, món đồ. Có thể chết rồi. Rồi, nó một. Mấy ông này trông cũng có vẻ bình thường thôi. Không đến nỗi pro cho lắm đâu. Let's go. Không lên à? Không lên thì cho hộp quả bom này. Cho quả lửa này, cứ ở dưới đấy mà chơi. Rồi, nó một. Gạt một. Chết nè, chết nè. Còn một thằng cuối anh em ạ. Chết. Úi giời ơi. Rồi sao? Mở cửa ba cũng chết anh em ạ. Hết rồi à? Hết rồi, nên tìm này rồi. Trời này ít kill quá. Số 4 có làm clip gì không? Số 4 kim ấy. Ừ. Vậy Ác này mình có làm có mấy trận thôi mà. Hình như ông kia ông hay xem clip hay nhà mà nhận ra nhở. Đây là nó vừa giết đồng đội mình ở đây này. Mình vẫn đang nhặt xác hay làm gì ý. Hai thằng thì phải. Nốt cả hai rồi anh em ạ. Hết rồi. Trời đất ơi. Vãi. Còn đúng ông cuối này này. Đây, tới đây này. Trời đất. Địch nó vẫn kiểu cũng hơi ngáo ngáo anh em ạ. Bây giờ các bạn muốn đòi hỏi mình danh gạo không được. Bởi vì đầu mùa mà, đi đâu ra danh gạo. Chơi cũng phải từ từ ấy. Từ kim cương mới lên được crown. Rồi cũng lên được quán quân. Đầu mùa đòi mình mà danh danh bậc thầy rồi danh thống trị đi đâu ra. Mình có cầy trí tôn đâu mà. Mình chỉ cầy danh khi nào mình làm clip thôi. Chơi chơi thì tiện lên thôi chứ còn mình không có chủ đích ở cầy danh. Và cũng không bao giờ có mục đích gọi là hạ danh anh em nhá. Đấy. Không bao giờ có cái công chuyện gọi là hạ danh đâu anh em ạ. Nhiều khi mình cầy trí tôn đi. Chơi rất chỉ cẩn thận nhưng mà điểm nó vẫn trừ. Hay chết, còn chơi bừa thì lên danh nghỉ lên rất là nhanh. Không hiểu tại sao. Ôi thằng này yếu rồi này. Không chết này. Tôi xong rồi. Vai đúng mấy viên cuối chết luôn ạ. Trời đất. Không kịp cứu số 2 này. Trên đầu mình này. Rồi hình như một phát rồi anh em ạ. Hai thằng. Ê, để chém được gió nhanh này. Rồi, còn một thằng cuối nữa thôi. Hết. Vẫn còn nhá, chúng tôi vẫn còn anh em ạ. Úi dồi ôi, thằng đấy có vẻ yếu đấy anh em ạ. Đúng một tôn đấy. Đang qua các bạn ơi. Giờ chạy vào bơm máu rồi. Cho nó quả trên này xem nó còn đấy bơm máu. Rồi xong, đâu. À quên. Hỗ trợ với cả nước 1 thì phải. Đồ bỏ đồ vào đây. Hết phim. Đoạn đầu mic, mình mic đồng đội hơi ồn nên mình tắt. Hình như là đồng đội mình để điện thoại gần cái chỗ tai nghe hay sao ấy.
cứ bấm vào màn hình cứ nghe cứ cạch 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 bịch 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 nghe rất chi là ồn. Chết mẹ ơi, ba thằng nó xuống chỗ hồi sinh đâu rồi? Trên đầu không biết đó có nhảy xuống chơi không? Đấy, lít ngay mà kiểu gì cũng nhảy xuống. Ra đây số 3 đi. Gặp mẹ một viên rồi. Số 3 còn một viên không? Ra cho nó nhanh. Thê cho nó vuông. Ê, cái đâu cái đỉnh mày. Trên đầu mình có còn một thằng nữa anh em ạ. Tao đéo nhặt được cái móc này không? Không xuống à bạn ơi. Qua số 4. Mẹ đồ đang ngon. Còn 4 phút kìa. Chết này. Có 4 hát đó, cũng là em hết rồi kìa. Ê, trong tim có một ông không biết là thật hay đùa mà cứ nói mình hack từ trận lúc nãy. Trận lúc nãy mà hack thì đã không phải gãy anh em ạ. Đã không phải có trận thứ hai như này. Nói nhiều quá. Thấy ông số 4 bắn hay rồi, đừng bắn hay nhưng mà hack không phải hay đâu. Ông mà nói tôi hack là số mấy đấy? Số 2. Số 2 à? Ok ok. Mẹ không phải à? Hả? Hình như số 3 thì phải. Nó giỡn nè. Mẹ vẫn không phải à? Số 1. Rồi tôi tắt mic rồi. Nói nhiều vãi thức rồi. Nói thì toàn nói xàm. Nói có ba vẫn. Hack thì report. Ấn report là xong. Không thì tự tử đi. Xong rồi có gì quay clip lại làm bằng chứng. Rồi gửi cho video game hay nhào đấy mà tố cáo. Thế cho nhanh. Nói nhiều vãi thức cứt. Mà toàn nói xàm ấy. Đây, xem máy chạy được không? Chạy làm sao được? Chạy làm sao được? Thế cho nó vuông. Ô, từ từ. Úi dồi ôi, đúng rồi đây. Vai. Mày chạy đâu? Chạy nhanh thật đấy. Thế nó có tơ. Sơ có bom bự vừa rồi mà không chết này. Lào hay Campuchia đây anh em. Bao nhiêu lần mình hỏi rồi mà vẫn chưa. Cũng chưa biết. Có cốp người này ngay không? Bắn thính này. Chỗ này này. Hình như có hai thằng, ít nhất là hai thằng. Thấy hai cái đầu ngó lên rồi đấy. Cái kia mình phải đổi góc rồi. Cho đồng đội cầu ở đây. Ui, còn mấy AVM. Ê, xe tới. Ôi giời ơi. Rồi, nó một. Còn một. Hết. Đây ca, kêu em, đây ca. Đang định đợi. Thôi đây ca kia móm lắm. Đây ca số 4 cứu còn hơn. Thua, thua có 10 cái. Chạy bo đi bạn ơi, cầm ốp mà. Rồi, thế thôi. Vẫn còn một thằng nữa anh em nhá. Hình như team này chỉ có hai thằng thôi. Và nó cũng không có xe luôn. Còn mong là ông này cầm ốp này. Bắn ốp cho nó thích. Ê, sợ lắm. Sợ nó móc rồi. Trời đất ơi, ông này không cầm ốp rồi. Thính này anh em ơi, vào vừa xong có tính súng rồi, mình cứ vào nhà cho chắc. Trận này cảm giác thì không hay lắm, nếu mà chết thì thôi, mình ra trận phần mới. Bốn lấy rồi. Tớ xin nhá. Phía bên này bắn đâu. Chạy làm sao được? Chạy làm sao được? Bằng đạn 50 viên đấy chứ không phải đùa đâu. Có một
ném lửa gần đấy, từ từ. Thế được. Cái móc dưới kìa, cái móc. Ôi ôi, có tiếng bom. Đây là có thằng nào gần rồi, chắc chắn luôn. Phải có khói nữa. Ôi ôi, hình như có cây này anh em ạ. Đây, thì cho bạn cái bom này. Vỡ đầu đấy em ạ. Rồi xong. Hôm nọ mọi người để ý cái clip bắn pick and mà mình làm từ ngày mùng ngày 31 tháng 8 năm 2023. Đây là có những clip thì có thể là mình làm ngày hôm nay mình đăng luôn, và cũng có thể là sau một tuần thì mình mới đăng, và cũng có thể là sau mấy tháng mình mới đăng anh em ạ. Ui thằng bắn dưới đây đau tê. Vãi. Trời đất ơi. Đau quá. Hổ phi luôn, thằng bên dưới bắn hình như bắn xuyên cây sao ấy, sợ lắm anh em ạ. Nó bắn được. Có tiếng chân ngay gần này. Cho quả bom này. Đẩy rồi, đẩy rồi. Một. Hết. Để chiều sau có nữa mẹ lên lên lên. Hình như còn đúng lắm anh em ạ. Sang chơi luôn này. Trong nhau, trong này, trong này. À hình như vừa bị đồng đội mình lốc. Cái nhà kia. Cái nhà còn một kia, cái nhà còn một kia. Có mấy thằng mình nhảy xuống rồi. Mark the location. Mark the location. Có một thằng trên đầu nữa anh em ạ. Trên nhà kìa, trên nhà. Ô, thằng này chơi luôn à? Trời ơi, chơi luôn là chết bạn ơi. Còn một thằng nữa. Ê, tự nhiên bị lốc này. Bắn phía bên bên trái, bên trái, bên trái. Không kịp cứu rồi. Ê, lúc đầu ấy nhở. Thằng này nhìn tiếp con quen, hình như là nó bắn. Ủa, đau chứ. Đây là bắn ốp đồng đội mình. Tôi chết cha. Em bị xin nhé. Ôi kìa. Mau. Đùa. Ê, hơi của anh em ạ. Ấn linh tang tình. Không phải, nếu không phải ông số 3 ông ấy nói đâu. Rồi xong, chạy kiểu này chỉ có chết đi. Còn số 1 lấy thiện mình hack cái này. Lửa. Rồi xong, quả lửa này chết rồi. Không sống được, còn tí máu này. Những người nói nhiều là thường gọi là chết rất là sớm. Nên thôi mình cứ nói ít thôi, bớt đứa sảm lại. Ơ, không quấn được ai à, tưởng kè cửa cơ. Yếu rồi. Khiếp, để mà 249 nó cày cho thì không sống được. Anh em nào mà có nhu cầu mua hay bán hàng thì qua shop của mình là tolysama.vn nhá. Số bán hàng chính chủ của mình. Một này. Cứ lên shop tolysama.vn nhá. Mua hay bán hàng khi mắc cho mình. Trận thứ 3 rồi đấy anh em ạ. Thôi các bạn ơi, bắn bình tĩnh thôi, đừng đẩy nhanh như thế. Đẩy nhiều quá làm cái gì cho khổ. Nhanh cho tôi xong clip tôi còn đi ngủ. Rồi, spam được tí máu ở đây anh em ạ. À, hình như nó nhảy ra phía đằng bên này. Rồi, xong. Khiếp. Đẩy rất chia là hùng hồn. Ê, nó làm được khó bắn quá anh em ạ. Giờ mình lên có khi nó sofa mình chết luôn đấy. Dưới cũng có. Mày này. Mày này. Nó bắn thằng nào bên dưới anh em ạ.
Thấy rồi. Anh em chơi luôn nhá. Ủa tôi xong rồi, lại bị tụt xuống rồi. Các bạn ơi, chết đi. Trên, ở trên. Sửa, đẩy nhanh cho nó máu rồi. Cho nó nhanh anh em ạ. Nhiều khi địch nó nghĩ mình kiểu một cái ke, nhưng mà mình đẩy bất ngờ phát là nó chết. Đây rồi. May quá mình có kiếm. Trời ơi. Bạn chạy đâu được. Hình như team này nó vừa hồi sinh xuống anh em ạ. Trên đầu mình này. Trên đầu vẫn ở trên đầu. Ui trời ơi. Ngay cầu thang kìa. Rồi nhảy kiểu diễn nhảy qua đây cho mình xem. Trời ơi bạn nhảy kiểu gì được. Team này quen quen hình như là nãy vừa bị mình giết xong xuống trả thù thì phải. Rồi. Hết cứu nha. Dùng ông xác ướp để câu. Một phát rồi anh em ơi. Chạy đâu được. Hình như mặc thánh giáp với cả thần giáp. Từ từ, xe nó keo. Có một phát rồi. Chết. Hết sống luôn. Tầm này không biết là hồi sinh kịp lần bao nhỉ. Có tiếng chân này. Boss anh em ạ. Lúc đầu mình cũng nghĩ là boss rồi nhưng mà thôi cứ cẩn thận anh em ạ. Hình như bên trái giống có người thế nhỉ, phải không nhỉ? Phải anh em ạ. Nó vừa nút đồ xong sao ấy. Rồi thôi, mình nghĩ là còn đồng đội thôi, em cứ cút đi đã. Em phán đây. Bên đồi số hốc có người anh em ạ. À, nó đang đứng ở trên cái chòi. Có đầu một thằng rồi. Hình như đẩy xuống rồi sao ấy. Trên này không thể bắn nữa. Sẽ đi móc từ đây đi. Đi xe gần quá nó biết đấy anh em ạ. Để xe xa xa thì. Thấy không? Ôi chết luôn á. Bên kia kìa. Sang rồi, nhanh đi. Chưa thấy động tĩnh gì. Bên ngoài. Hết nè, ôi nhìn ông này quen quen. Bày này, không trụ chết này. Nhìn tên này có quen thì như bị mình giết ở trong chung cư này. Ê, có xe nó lùa mình thì sao ấy anh em ạ. Các anh ơi, cứ bình tĩnh thôi các anh ơi. Rồi, xe xuống rồi. À, có mỗi thằng thôi. Trời đất. Đang đi nhanh mà đi chậm lại thì chỉ có chết. Sấy cho không chờ phát nào ạ. Rồi phải có người này. Đang bắn nhau. Có vẻ như nó bắn xong một team rồi. Tiến chân bên trái nhá. Mọi người thấy mình gọi là làm có tông không. 3 trận 3 map E cho một clip. Bình thường là người ta chỉ làm có 1 đến 2 trận thôi. Ê, ra chơi luôn này. Ui dồi ôi, tôi chết rồi. Trời đất, tưởng ông ấy ra bắn mình, hóa ra ông chạy đâu ấy. Hay là mình dùng cái kiếm, nhưng thành ra là... Ê, quả này nó quay mình rồi, một team khác tới anh em ạ. Thôi sang bên này đi. Trên đầu mình có nhá. Ôi tớ xin xử mấy thằng này lẻ chứ anh em ạ. Một team khác vào à.
Vai. Nó đẩy rồi. Vậy ở chỗ này có khoảng tầm có khoảng tầm 3 team ở đây anh em ạ. Có tiếng AMR kìa. Đấy, mọi người thấy có làm không? Rồi, nó một. Khó gạt quá. Tao bên phải đâu. Sao nhìn mấy ông này kiểu ngáo ngáo thế nhở? Đừng để bị gạt nhá, tớ mất kill đấy. Nào, có thằng tảng đá nữa, có ra chơi đốt không nào? Rồi hết. Nhiều bạn bảo là hỏi về độ nhạy của mình. Mọi người chứ, mọi người cứ vào trong phòng luyện tập ý, bỏ ra 15 đến 30 phút thôi là sẽ kiếm được một cái độ nhạy dành riêng cho bản thân mình. Đấy, cái cơ tay rồi các kiểu mỗi người mỗi khác, làm sao mà có thể gọi là lấy độ nhạy của người này đi dành cho mình được. Từ từ, mình đang đợi nó chạy sang cứu anh em ạ. Lấy một thằng chạy sang. Ui trời ơi, mẹ đã chơi cả hai thằng đều chạy sang luôn á. Cứ vào phòng luyện tập khoảng tầm 15-20 phút. Đấy, luyện một tí thôi là mọi người tự chỉnh được cái độ nhạy cho mình. Một K14 anh em ạ. Ngó ra là chết này. Ôi giời ơi, thằng này cũng đều bét. Ôi giời ơi, vai cứt. 29 kill rồi, tưởng chết cơ. Tưởng nó chạy rồi. Mini 14. Bắt đầu. Headshot rồi anh em ạ. Thôi, tranh thủ ra lấy đạn này. Cùng team ạ. Vác cả cùng team luôn. Vậy là còn góc kia là hai thằng thôi. Chắc là cùng team nốt rồi. Chắc ngáo lắm anh em ạ. Chết, chết này. Chết này. Rồi thế rồi, cuộc đời em chỉ đây. Mày này, không chết thì chúng tôi này. Ây dồi. Rồi anh em xem clip này hay, đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nha. Và kênh phát xuất của mình là tolisama.vn nhá.